Đây là một trong những điểm phát tặng khẩu trang y tế cho người dân tại thành phố Đà Nẵng. Từ mấy ngày nay, điểm này đã tổ chức hoạt động cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân bất khó khăn, trong khi mặt hàng này đang khó mua do chảy hàng. Sáng giờ họ đi 10 điểm mua khẩu trang y tế, nhưng mà tới chỗ 97 Hải Phòng này họ phát khẩu trang miễn phí, mình rất vui và được dự phòng cho mấy đứa con. Trái ngược với cảnh chen chúc mua bán khẩu trang y tế ở một số địa phương khác, hàng ngàn chiếc khẩu trang đã được các cá nhân, đơn vị phát miễn phí cho người dân tại 20 điểm ở thành phố Đà Nẵng. Hầu hết các loại khẩu trang được phát tặng miễn phí này đều đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Phát miễn phí, lấy đủ dùng, mỗi người dân có thể nhận từ 1 đến 2 chiếc để sử dụng. Mấy chỗ kia là đang xếp hàng dài lắm, mới mua được mỗi người 2 gói. Mà mình không có thời gian cho nên là ghé đến đây để nghe nói Huy Hoàng có phát miễn phí. Cái vì cái nghề mình nó cần khẩu trang liên tục. Nó đang cấp bách trong cái dịch cúm corona, tôi muốn là mọi người chung tay góp phần để bảo vệ sức khỏe cho người dân Đà Nẵng và hơn xa hơn nữa. Tôi muốn có càng nhiều khẩu trang để chia sẻ với đồng bào. Em thấy là trên mạng xã hội là người ta chia sẻ là người ta bị mua cái giá khẩu trang với cái giá tăng gấp 5, gấp 10 lần. Và cũng rất là khan hiếm hàng. Và hiện tại thì em đang có khoảng là 2.000 cái khẩu trang. Thì em sẽ phát cho đến khi nào mà hết cái số lượng này thì thôi. Dịch bệnh do virus corona vẫn chưa có vaccine, nên người dân tự phòng bệnh bằng cách mua khẩu trang y tế để sử dụng. Những hành động ý nghĩa nhân văn như thế này của các đơn vị cá nhân ở Đà Nẵng đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng, góp phần giúp người dân an tâm và chủ động phòng bệnh đúng cách.